Cuộc đời không có lần sau. 1. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được lại có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. 2. Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt. 3. Ước mơ là một thứ gì đó rất tuyệt vời, nhưng nó cũng đầy mộng ảo. Ước mơ 10 nhưng thực hiện được 1, đó là thành công. Nói chính xác, ước mơ mãi mãi là giấc mơ nếu bạn không thức dậy. Cách duy nhất khiến ước mơ thành hiện thực là hãy tỉnh dậy và bắt đầu nó ngay. 4. Nếu bạn đã tốn công sức để làm một vấn đề gì đó, trước sau gì bạn cũng sẽ nhận được trái ngọt. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu bạn làm cái gì đó một cách hời hợt và không chuyên tâm, kết quả sẽ không được như ý. Do đó, đừng trách rằng bản thân mình thất bại. Nếu có trách, hãy trách mình chưa đủ trình độ, chưa đủ tâm huyết để thành công. 5. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ. Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn, chứ không phải một ai khác. 6. Cuộc sống này vốn là của bạn. Thái độ và tính cách cũng là của bạn. Nguyên tắc sống cũng là của bạn. Hà cớ gì phải vì kẻ khác mà thay đổi? Dù ai có đối xử với bạn thế nào, hãy nhớ, bạn sống vì bạn, không phải vì kẻ khác. Đừng hành động dựa trên cách đối xử của người khác. 7. Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương hình thành dưới áp lực. 8. Nghịch cảnh càng lớn, con người ta sẽ càng trưởng thành hơn. Khó khăn càng nhiều, thành công sẽ càng cao. Do đó, đừng oán trách số phận này khắc nghiệt. Nếu có, hãy tự hỏi, tại sao cuộc sống mình quá yên bình? Muốn đá thành ngọc, không thể không mài. Muốn thực hiện mơ ước, đừng ngại gian khổ, khó khăn. 9. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả. Còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. 10. Đời này chỉ có chính bạn mới hiểu bạn nhất. Không phải mẹ bạn, không phải người yêu bạn, không phải bạn thân bạn, không phải thầy bói, mà là bạn. Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là do tâm mình thôi. 11. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. 12. Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc. Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó. Vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. 13. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẻ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ
hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. 14. Khi tất cả những cái khác đã mất đi, thì tương lai vẫn còn. 15. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ. Nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe. Trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. 16. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung. Của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín. Trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng. Sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước. Và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim. 17. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe. Cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. 18. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. 19. Sao lại phải trông chờ sự hy sinh của một người trong khi mình chỉ biết ích kỷ thôi? 20. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều được ghi giá một cách kín đáo. 21. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết, mà chính là ở ý chí. 22. Bạn có thể nhớ, chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi. Vậy thì chớ quên, nỗi đau và thử thách cũng đều tuân theo quy luật này. 23. Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng. 24. Cuộc sống như một trang sách. Kẻ điên sẽ dở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan thì vừa đọc vừa suy nghĩ, vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần. 25. Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại hai thời điểm, trước khi có được và sau khi mất đi. 26. Hai điều mang lại hạnh phúc và thành công trong cuộc sống: cách bạn xoay sở khi không có gì và thái độ của bạn khi bạn có mọi thứ. 27. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động. 28. Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. 29. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước. Hãy khiêm tốn. 30. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.
31. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề. Im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. 32. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. 33. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. 34. Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa. 35. Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó. 36. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. 37. Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình. Đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành khéo léo và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại. 38. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. 39. Người khôn ngoan chỉ với một ánh nhìn đã hiểu được chuyện. Kẻ ngu ngốc sẽ mãi không chịu lắng nghe người khác. 40. Nếu bạn tìm kiếm một người hoàn hảo, thì bạn sẽ không có nổi một người bạn trong đời. 41. Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. 42. Chúng ta đến với tình yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo, mà học nhìn sự hoàn hảo bên trong một người không hoàn hảo. 43. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não. Và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. 44. Cuộc sống này cũng không phải toàn niềm vui, niềm hạnh phúc, mà xen lẫn vào đó là những nỗi buồn, nỗi đau thương. Nhưng dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa, hãy sống vì bản thân mình các bạn nhé. Hãy theo đuổi ước mơ của mình, hãy làm công việc mà mình thích. Cuộc sống là không từ bỏ. 45. Cảm ơn bạn đã kiên trì nghe từ đầu đến cuối. Điều đó cho thấy suy nghĩ của bạn đang hướng tới chính bản thân mình. Chúc bạn thành công trong hiện tại và tương lai.